Ok. Tựa game mà tôi nói với anh em chính là tựa game này đây, So Trong Ho Warlord anh em nhá. Tựa game này thì anh em có thể tải nó hoàn toàn miễn phí trên Steam ở thời hiện tại. Cái bản demo thôi. Nó mới chỉ ra phiên bản demo ở trên Steam ở thời hiện tại và anh em hoàn toàn thể tải cái bản demo này về chơi. Đây là cái tựa game của nước ngoài làm, của phương Tây họ làm. Nhưng cái màn chơi mà chúng ta chơi ở trong cái phần gọi demo này thì chúng ta sẽ được điều khiển thục phán An Dương Vương để đánh lại Triệu Đà. Tôi đoán là chỉ đánh lại Triệu Đà nó chả ai vào đây cả. Có thể nói là cũng là rất là hiếm hoi từ trước đến giờ khi mà chúng ta có cái tựa game xuất hiện cái nhân vật nổi tiếng trong lịch sử của Việt Nam đến như vậy. Nếu mà anh em nào mà có tìm hiểu lịch sử Việt Nam thì tất tôi nghĩ chẳng đây chẳng ai không biết cả. Đó là sau cái thời kỳ của vua Hùng đấy, tức là đất nước Văn Lang đấy. Thì kiểu vua Hùng thì chúng ta chuyển sang cái thời kỳ gọi là của thuộc phán An Dương Vương và bị cái sự tấn công của quân đội của Triệu Đà. Sau đấy thì chúng ta có cái truyền thuyết về Mị Châu và Trọng Thủy. Thế thì đây, đây là cái phần, đây là cái bản chơi demo thôi, cho nên là nó chỉ yêu cầu chúng ta có một số những cái nhiệm vụ cơ bản. Thứ nhất là chúng ta thu thập được 400 gỗ, 400 đá, bắt được 3 cái gọi như là đầu lĩnh của những cái bộ tộc khác, cố gắng để sống sót và đánh bại coi như kẻ thù, tức là Triệu Đà đấy. Đây là một cái tựa game chiến thuật anh em nhé. Có lẽ là trên kênh của tôi thì cũng rất ít khi chơi game chiến thuật. Gần đây nhất có game chiến thuật mà tôi chơi có lẽ là con Three Kingdom, con Total War Three Kingdom. Thì con game này thì nó không cái kiểu của nó không giống kiểu như là Total War Three Kingdom hay là cái dòng game Total War đâu, mà nó giống kiểu cái dòng game Đế Chế hoặc làm số cái dòng game khác mà anh em trước đây anh em từng chơi. Tôi nghĩ anh em đã từng chơi qua 1-2 con game chiến thuật cái kiểu như vậy rồi. Đấy, chúng ta cùng vào. Tôi sẽ coi như là điều khiển coi như quân đội, coi như là Âu Lạc của chúng ta để đánh bại coi như là Triệu Đà. Mị Châu thời nào cũng có à. Em tưởng An Dương Vương đi cứu Mị Nương xong Mị Nương sinh ra bọc 100 trứng vãi cả cứt. Ôi à, anh em đừng có mà lừa tôi, đùa tôi làm gì có cái thể loại nào mà mức độ như thế thì tôi chịu vào thôi. Ấy ra. Đây đây, nếu tôi không nhầm mà tôi là Triệu Đà đấy. Đây. A message from Thuc Phan. I will not. Anh em nhìn thấy An Dương Vương chưa? After we have come so far. Nhìn thấy An Dương Vương chưa? But it is in short supply. Nhìn thấy An Dương Vương của chúng ta chưa? Quả mũ coi như là mũ chim chuẩn chỉ mà thục phán An Dương Vương. Tôi đã bảo với anh em rồi, nhưng không nghe. Đây tôi chỉ hẳn vào đây cho anh em nhìn nhá. Thục phán 18.000 máu. Thục phán nhá. Thục phán là tên riêng của An Dương Vương đấy. Thời kỳ Âu Lạc. Cảm ơn anh em Tekachi. Đây, đây là cái khu vực thành của chúng ta. Đấy, còn hướng bên này thì là đây là thành của Triệu Đà, tôi đoán thế. Không có tên, chúng ta cứ cho là Triệu Đà đi. Đế Chế Xanh này chúng ta sẽ phải tấn công. Phía dưới đây là một số cái đầu lĩnh bộ lạc giống kiểu Mạnh Hoạch. Đấy, chúng ta phải đánh bại những cái đầu lĩnh này. Ấn vào đây chúng ta sẽ thấy là có các vùng đất đây. Đây là vùng đất của ta này. Đường đất của thục phán này, phía dưới này là có 1, 2, 3, 4 cái vùng đất của các bộ tộc, bộ lạc. Đấy, và chúng ta đánh thẳng vào kẻ thù là đây. Tiger Warlord, kính quá nhỉ? Up Warlord, rồi. Mỗi một cái đầu lĩnh, mỗi một cái đầu lĩnh của quân đội phía dưới này chúng ta tiêu diệt, chúng ta sẽ được mạnh thêm cái gì đấy. Ví dụ như là đánh thanh niên đầu lĩnh chuột thì chúng ta sẽ lấy được thêm thức ăn. Đầu lĩnh lợn thì chúng ta sẽ lấy được coi như là nhiều thức ăn và cả cái gọi là diplomacy, tức là cái nó gọi là thuộc về cái chính trị à. Đấy, đánh thanh niên châu bò Warlord thì chúng ta sẽ lấy được sử dụng thằng này để có thể gửi cho mình rất nhiều cái tài nguyên. Đấy, đánh thằng hổ thì chúng ta sẽ có thể khiến cho quân đội chúng ta mạnh hơn. Và số cuối cùng chúng ta đánh bại Triệu Đà. Ok.
Việc đầu tiên là chúng ta điều khiển quân thì đơn giản là vẫn như thế này thôi. Anh em sẽ thấy là tôi thấy có một cái điểm ở đây, đó là ngôn ngữ sử dụng, đó là ngôn ngữ tiếng Trung. Thực ra tôi nghĩ là người Việt cổ của chúng ta đều đã có một cái ngôn ngữ riêng rồi. Về sau này khi mà chúng ta rơi vào cái thời kỳ gọi là thời kỳ Bắc thuộc thì bắt đầu chúng ta phải sử dụng tiếng tàu. Thế còn đáng lẽ là trước đây chúng ta có tiếng gọi là ngôn ngữ riêng đấy. Ngôn ngữ như thế nào chúng ta chưa biết thôi, mà trong này chắc là nó có mặc định nó sử dụng ngôn ngữ tiếng gọi là tiếng tàu. Được rồi, từ từ đã. Theo như tôi biết là Âu Lạc ngày xưa chúng ta mạnh là mạnh về cung đúng không? Cái gì đấy? Ôi mẹ! Nổ thân đấy! Nổ thân! Ui dồi ôi mẹ! Anh em thấy nổ thân chưa? Bố lao với nổ thần à. Nổ thần mà. Nổ Liên Châu. Kinh phải đấy chứ. Một cái nhà sản xuất game của nước ngoài mà họ cũng biết đến mẹ nổ thần của Việt Nam. Là kinh đấy chứ. Làm thêm cái xe nổ thần nữa. Từ từ, việc tiên bây giờ tôi cần phải lấy đá, lấy liếc thì tôi sẽ lấy đá, lấy gỗ. Thì anh em để ý đây có một cái mỏ đá này. Đầu tiên chúng ta nâng cái số dân lên đã. Chúng ta mới chỉ có mỗi 16 dân thôi. Thay xây thêm nhà ở đây chúng ta có thêm dân. Đấy. À, chúng ta có thêm 40 dân. À, chúng ta xây cái thu thập đá ở đây. Đá thì chúng ta sau khi chúng ta xây xong đá xong thì chúng ta sẽ cần phải có cái nhà này để vận chuyển đá về. Nhà này nhà lấy gỗ này. Xây thêm cái nhà lấy gỗ nữa. Khai thác gỗ cho nhanh. Barrages of arrows and can be used to effectively deal damage to groups of enemies at a distance. We can train more fire arrow carts at a siege workshop. Anh em nhìn thấy quả nổ thần chưa? Xe nổ thần của tôi sẵn sàng đây luôn. 200 tiền là mình sẽ mua được cái nổ thần. 200 tiền chúng ta có thể mua được cả coi như là xe đánh thành. Đánh lệnh Big Daddy đi. Giời. Nổ thần gì giống xe nổ. Thôi nó có mô phỏng không vậy? À, thằng nào đấy? Thằng bố lão đấy. Ui giời ơi mẹ. Bố lão. Trận tổ tinh thần. Trong này chúng ta có dân dùng dùng spear. Ôi ôi, chúng ta còn có cả coi như là quân lính sử dụng nỏ này. À không, sử dụng cái gì đây, cái này gọi là cái tiêu à, bắn tiêu và cung. Một cung đấy. Trưởng quan, Âu Lạc ngày xưa của mình, có anh em nào hiểu về lịch sử Âu Lạc của chúng ta ngày xưa là mạnh về cái gì không anh em? Wood needed, your excellency. Bây giờ là tôi phải xây thêm cái nhà lấy gỗ, thêm cái nhà lấy gỗ ở đây. Mạnh về sơn nỏ thần, cung với nỏ. Đây tôi đang xây ruộng đấy để có thêm thức ăn đấy. Mình đang bị hết thực đúng không? Mình mua thực ở đây được mà. Cái nhà này là nhà mình mua thực này. Còn đây tôi đang xây thêm ruộng rồi, cứ bình tĩnh nhá, cứ bình tĩnh rồi đâu sẽ có đó. Chúng ta để zoom lại gần nhá. Our warlords will need defending, Highness. Đây, a message from Thuk Phan. This Zhao Tuo does not frighten me. Kinh không? Zhao Tuo anh em ạ, Zhao Tuo chắc là Triệu Đà đấy. Thục Phán vừa phát biểu một câu là Triệu Đà sẽ không khiến ta sợ hãi đâu. Giao tua anh em ạ. Giao tua chắc là Triệu Đà. Phân đoán thuế. Và chúng ta sẽ xây một cái để lấy Iron Mine. Để lấy Iron ở đây vì Iron chúng ta mới chế vũ khí được. Đấy, chúng ta có một cái nhà gọi là nhà làm dìu. Nhà làm dìu lại giúp chúng ta chế dìu ra. Tôi phải mua quân coi như chất lượng cao. Sắp nhiều dân vào. Đấy, đang xây thêm nhà dân đấy. Nhạc game khá hay nhá.
Nhạc game ổn phết đấy chứ đùa đâu. Thỉnh thoảng nhạc game ổn phết. Triệu Đà đúng không anh? Có chuẩn Triệu Đà không? Không biết Mỹ Châu đâu, khổ. Phải tập trung mua coi như là nỏ thần mới được. Đồ gỗ để xây cái nhà lấy quặng sắt chưa? Chúng ta còn chế gươm, chế ghiếc chứ. Thiếu gỗ à? Thế đéo nào rất lấy gỗ lâu thế? Mới thể mua. Thân này gỗ lâu quá. Gỗ ghiếc lấy nhanh lên. Cái chỗ này nó chúng ta phải dưới này là cái thanh niên coi như là cái thằng coi như là lãnh chúa ở đây là nó có cái mỏ đá này. Thằng lãnh chúa dưới này là có rất nhiều gỗ này. Đấy, thằng lãnh chúa này sẽ có nhiều gỗ này, ok. Thằng lãnh chúa này sẽ có nhiều gỗ này. Thằng lãnh chúa này nhiều gỗ này và chăn nuôi này. À, quân Triệu Đà sang đánh mẹ lãnh chúa này. Mình đợi chúng nó đánh gần xong đã. Xong mình bắt đầu mới cho quân vài, nghe hiểu không? Đấy người ta gọi là mẹ tận dụng. Ôi ôi. Thế đéo nào? Cẩu vào. Bố láo với đỏ thần của chúng tôi này. Bố láo với nỏ thần của chúng tôi à? Tấn công vài cái. Cẩu nỏ thần vào. Bố láo với nỏ thần của chúng tôi này. Quy phục thằng này chưa? A message from Thukphan. I've made good progress, but do not let up. Rồi, Thục Phán An Dương Vương vừa mới coi như là khen ngợi tôi. Thằng này là có mỏ à? Có mỏ đá. Được. Tấn công đấy luôn. Bọn kia đánh giúp tôi một đống quân rồi. Sang thành chiến. Bảo đây. Bộ lão bộ lấy quá. Tấn công đấy luôn. Ở cái này cứ đứng đây đã. Đợi dùng cung đã. Thế nên cứ quy phục ngay. Cẩu mẹ đỏ thân vào đây. Chết bại luôn. Mấy thằng kia còn không kịp làm gì luôn. Cẩu đỏ thân lên trên nắp này cho tôi. Thằng kia hãy mau coi như đầu hàng quân đội Việt Nam nhanh. Quân đội Âu Lạc nhanh. Tuổi gì? Ôi mẹ, mũi tên bắn vào còn bắn cả tên ra kìa. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Đầu hàng đã. Không đầu hàng. Cho quân đội này lên luôn. Nó cũng có đỏ thần ư? Thì trọng thủy nó ăn cắp về mà. Trọng thủy nó ăn cắp về mà anh em. Trọng thủy nó trôm về mà. Anh em không biết à? Đọc chuyện mãi rồi, mẹ chắc cái trọng thủy nó trôm về. Ui, đây này, mẹ, thằng trọng thủy nó trôm về mà. Nên nó cũng có xe này. Mẹ, thằng mất dây. Not enough gold to train this unit. Cho mẹ lấy một xe này về đây. Lấy một xe nỏ thần về đây. Tại Mỹ Châu mà. Từ đã chúng ta phải đưa nhanh xe này về đây đã. Tập hậu phải không? Quân đội này của tôi sẽ tập hậu. Lính cung này cho giữ ở đây được rồi. Cho cái xe này vào đây giữ, mẹ giữ thành đây được rồi. Hỏa nhân diện xe xuất động, 将火焰箭车开过去. We are almost out of rice, Highness. 小尉，有何吩咐？ Mình đang bị hết thực à? Hết thực, mua thực. Not enough gold.
Tấn công! Thiên sư chúng mày! Chúng mày nổ thần phách chơi với nổ thần thật à? Nổ thần phách chơi nổ thần thật à? Nổ thần phách chơi với nổ thần thật này! Xong ngay! Bố láo bố lêu! Nổ thần phách! Chờ em sao được với nổ thần thật! Tuổi luôn! Câu cho nó nhanh! Nhạc khá hay! Chúng ta phải cần một quân đội thiện chiến anh em ạ! Cần thêm quân đội thuyện con nhà bà Truyền để xây thêm ruộng đã. Có thực mới vực được đạo. Xây thêm cả trồng rau xanh các thứ. À. Ruộng đấy, cứ bình tĩnh. Đang đánh nhau vãi cứt ra, anh em phải hiểu bọn kia tấn công liên tục mà. Hình như nó chiếm ở dưới này rồi sao nhỉ? Chỗ này bị nó chiếm chưa nhỉ? Hình như nó thành màu xanh nên là nó bị chiếm rồi đúng không? Từ từ đã, quân đội này phải được cử đến đây. Ở mỗi chỗ này chúng ta cần có quân đội để canh giữ. Có quân đội canh giữ mấy khu này. Rồi, kéo quân xuống đánh thằng này. Hình như chưa đâu. Cái này như chưa phải màu xanh nó phải quân nó không nhỉ? Nhìn đây mình đéo biết là có phải là... Dân để chúng nó rảnh thế à? Con này là dân tự động nhá. Con này là dân nó tự động nó đi làm chứ không phải là anh là chúng ta phải điều khiển đâu. Mà dân nó tự động nó đi nó lấy tài nguyên. Chết. Đi lùi đây, mẹ cung nó bắn đau quá. Mẹ cung bắn xa thế. Cung với tao này. Cậu của mẹ đấy. Rồi ôi bố láo với chúng tôi. Cậu em ấy. Bố láo với chúng tôi. Mày định ra đây mày đánh xe mày nổ thần của tao á? Đánh nổ thần của tao á? Mày mơ à? Này thì luôn. Lại giúp cho đây. Mình lại giúp cho đây. Đơn giản là mình lại rút ra đây. Rồi bây giờ cẩu vào đây. Không cẩu mấy thằng này trước đi. Nghe giọng khựa là biết game đéo hay không. Cái này là nó mô phỏng lại theo từng cái vị trí, từng cái quân đội mà chúng ta đang chơi thôi. Thực ra thì tôi nghĩ là phương Tây họ vẫn nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta là cung nó bắn mẹ nổi cái xe này bỏ mẹ. Cho xe ra đã. Rồi giờ thì công thẳng lên đây đi. Tôi nghĩ là họ cứ nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta thời ngày xưa sử dụng tiếng Trung Quốc, cho nên là họ sử dụng để tiếng Trung Quốc đấy. Chứ còn nếu mà chúng ta chơi những cái đạo mà cái đạo nước ngoài chẳng hạn thì cái nền văn minh nước ngoài chẳng hạn, tôi nghĩ là nó sẽ khác. Đọt. Tôi phải chết mẹ hết rồi. Mẹ thằng mẹ bộ lạc này nó mạnh quá. Cẩu này đấy. Cẩu này đấy anh ơi.
Mày dám ra đây, thôi thôi, cho xe về thôi, thằng kia nó bắn đau quá. Đến đây nghỉ ngơi đã. Đến đây mua lại, ôi dùng mày thoải mái luôn. Not enough gold to train this unit. Quân đội lại đông đảo ngay. Muốn có thêm mà. Đây chỗ này từ từ. Tôi phải xây cái nhà. Xong này. Xây thêm cái nhà này ở đây này. Ok, chúng ta sẽ có quặng sắt. Chúng ta sẽ sử dụng quặng sắt để chúng ta bán đồ đá nhiều, chúng ta thể bán đi lấy tiền này. 200 này, và chúng ta mua thêm xe luôn. Đơn giản. Wow. Lại thêm một xe mới ra ngay. Thừa thức ăn là chúng ta cứ thế thôi. Thừa gỗ chẳng hạn chúng ta cứ thế thôi. 42/56. Dựng đồng các thứ nó khá ổn rồi. Lại một xe nữa ngay. Xuống đây luôn. Ngồi xưa người Việt nói tiếng Việt cổ đúng rồi. Thực ra thì đến sau khi mà chúng ta bị... À... Đây đã. Mẹ chúng nó lại vác xe, mẹ sang rồi. Tôi thử xem hai xe chơi với một xe xem bên nào thắng. Mẹ chúng mày chơi thử hai xe ông tổ một xe, xe chúng mày mày chịu được nhiệt không? Bồ lao bồ lêu này. Bồ lao bồ lêu này. Hai xe nỏ thần thì xác định. Xác định luôn đi các con ạ. À. Đi bỏ mẹ rồi, chúng nó khỏe quá. Tôi cần quân đội từ bên này sang giúp sức. Nó phá mẹ hỏng rồi, bọn chốt chết quân đúng mạnh thế. Đúng là cái quân giáo là quân rất yếu anh em ạ, đó là cái việc gì. Đấy đã. Quân mẹ mất mẹ nó hai xe còn đau tôi không. Mày bây giờ không, mày không có xe mày chơi đi. Im cày. Phải có xe đỏ thần khác ngay. Xử lý mấy thằng kia cho các em. Xử lý mấy thằng này xong rồi xuống đây xử lý luôn anh thằng này cái. Một công đôi việc luôn. Ơ đi, sao lại để mấy thằng kia nó vào chạy vào đây rồi. Con mẹ. Ờ, bố láo à. Đi đúng vào chỗ mẹ trận địa mẹ. Phòng thủ của tôi. Chỗ này rất là này. May mà nhà mình có pháo phòng thủ anh em hiểu không? Mẹ nó phá mất mấy cái nhà dân. Bỏ mất dậy. Phá bố lại xây em đéo. Phá tôi lại xây mẹ luôn. Nói chung là bây giờ tập trung chỉ mua mấy anh. Mấy anh cầm dìu rồi thôi. Đấy, chứ mấy anh cầm kia yếu lắm. Chán thua đéo. Highness, all the warlords are now sworn to us. Maybe now is the time to lead an assault on the castle. Đấy, tôi chiếm được ba. Tôi chiếm được ba cái warlord rồi đấy. Chiếm được vùng đất của ba cái lãnh chúa rồi. Phía dưới này mình cũng đã chiếm được. Điều một xe coi như là phòng thủ xuống đây ngay. Điều một xe phòng thủ xuống đây. Bây giờ là toàn bộ khu vực coi như là lấy gỗ lấy ghiếc này là thoải mái rồi. Khu này mình đã có quân trấn giữ được một chút. Bây giờ tôi cần phải xây thêm cái nhà để làm. À đâu, nhiều mà. Thực mình cũng ổn. Số lượng dân cũng đều ổn. Bây giờ xây thêm bắt đầu. Từ bình tĩnh đã. Bán. We are under attack. Hai tấn công đấy.
Ở đâu mà We Are Under Attack đấy? Attack nào đấy? Còn thằng chặt thằng này mình chưa đánh xong. Có thằng châu bò nữa này. Quân này có vẻ là nó có khá nhiều đồ khá kinh, khiên khiếc mạnh phết. Tôi nên để bọn mẹ thằng triệu đà đéo đánh trước cho quân kia yếu, xong mình mới mang quân vào mình đánh. Sản xuất dìu lâu thế. Có lẽ tôi phải xây thêm cái A workshop này mới được. Xây thêm để nó có thêm đấy. Xây thêm để nó có thêm nhiều cái này hơn. Nó hiện trên map chỗ nào đang bị đánh. Ở đang đánh dưới này rồi. Bù láo bù liều. Chúng mày tuổi luôn. Kéo quân đây chỉ có chết. Mình cần nhiều quân chấn giữ dưới này này. Mẹ thỉnh thoảng chúng lại cho quân mẹ xuống dưới này. Cần nhiều quân chấn giữ ở dưới. Thằng này cứ để bình tĩnh nhá. Thằng này có nhiều thực. Tấn công không phải lo đâu anh em ơi. Tấn công quân của tôi ở đấy nó tự động nó làm việc mà. Nó luôn luôn ở cái thế gọi là chủ động tự động phòng thủ mà. Không phải lo đâu. Tôi đã không rõ là làm thế nào để mình lên được nhiều tiền hơn nhé. Tức là ở đây thì ruộng giếc này, thực thiếc này, đá điếc là chúng ta khai thác rồi. Nhưng mà đang chưa rõ là làm thế nào để... Chỗ này là hết gỗ này. Nhưng mà cũng may là mình chiếm được cái nhà dưới này là nó khai thác gỗ về cho mình. Mình không phải lo về gỗ. Còn ở đây của tôi là hết sạch gỗ rồi. Không hiểu sao Việt Nam rừng vàng biển bạc mà chúng ta lại hết gỗ nhanh thế. Xây chợ bán thực cái đấy, chợ đấy. Chợ đen gì? Chợ à? Ơ mình có thể xây cả tường thành này. Kinh phết chứ. Turret này. À. Kinh quá nhở. Nhưng mà mình xây tường thành trước. Này là để mua giáp này. Cái này là để sản xuất cung. Sử dụng thêm nhiều cung hơn. Chợ đây đúng không? Đây tôi thử xây cái chợ xem nào. Đây chợ đây. Khác đéo với cái này đéo đâu. À cái này là stockpile, còn cái này mới là chợ. À. Chợ à. Quân này lên chậm. Xong ba cái bọn này luôn. Nói lên một câu cho nó nhanh. Là bao giờ có tuổi luôn. Nỏ thần của chúng mày là nỏ thần fake. Chơi làm sao được cái nỏ thần thật. Xây nhiều nâng cấp nhiều cuối cùng cũng bay vì gái liên quan anh em. Phát biểu câu buồn cười. Liên quan. Dưới này tôi để ý nó rất hay, mẹ mang quân xuống dưới này này. Nó rất hay mang quân tấn công từ dưới này lên. Mình đưa quân xuống này chấn giữ là đẹp. Mấy anh này thổi, mẹ thổi, tiêu kinh lắm.
thổi tiêu độc khoảng cách xa. Hãy chọn. Rồi, ok. Đủ tiền mua thêm xe này chưa? Ôi trâu này. À ôi mẹ, có cả quả trâu vai anh em ạ. Trâu này sẽ chở theo thuốc nổ. Thuốc nổ sẽ lao thẳng vào kẻ địch, khiến cho kẻ địch coi như là bị nổ chết. Trâu, mẹ, trâu nổ anh em ạ. Kinh phết. Đơn vị gọi là đơn vị trâu nổ. Kinh đấy. Đây này. Fire Ocean. Mua thêm xe này đã. Cáo sư ổ mến xiang na khai hỏa. Chiến sĩ đại phá. Mua lính cuối đi, mua lính cuối phải xây mấy cái cơ. Mua lính cuối tốn tiền đấy. Bởi vì là lính cuối là phải hai lính cuối này, bọn này thứ nhất nó đi chậm. Nhưng mà nó tôi cần phải xây cái nhà gọi là nhà giáp. Đây tôi có thể xây đây, nó có cái nhà mà nhà bưu giáp này, cần tốn tiền này. Tốn rất nhiều tiền để xây được hai cái nhà xây giáp này. Ôi nhiều gỗ quá. Gỗ này mình tiêu vào cái gì nhỉ? Bán mẹ đi. Để anh em thích thì tôi sẽ build quân đội hạng nặng. Nhà để làm giáp và nhà làm kiếm. Đấy, xong rồi chúng ta có được cái nhà làm giáp, nhà làm kiếm này rồi, nó sản xuất ra một cái lượng giáp, lượng kiếm. Chúng ta có thể mua được mấy thanh niên lính dưới cùng này. Đợi nó build giáp, build kiếm đã. Có hợp chỉ lệnh. 上次 行军还很累呢. Quân đội của mình này khá là mạnh, không phải lo lắng gì rồi. Yên tâm luôn. Game đảo Timeline VKL thời này có thuốc nổ luôn mới VCC. Người ta mô phỏng thế thôi, còn thực ra nó là ấy đây, mô phỏng thế thôi, còn thực ra nó là nỏ thân. Game nước ngoài làm họ còn am hiểu về Việt Nam thế còn gì nữa. Đợi mấy nhà nó sản xuất đã. Nó vẫn đang lấy iron. Hai cái này là muốn chúng ta muốn có kiếm và chúng ta muốn có giáp ấy. Là chúng ta sẽ phải đợi cái mỏ quặng này này. Mình có cái hay là mình có cái mỏ quặng iron này. Đợi cái mỏ quặng iron này mang về thì mới được. Xem xung quanh đây có cái mỏ quặng nào khác không. Cái mỏ kia khôn thế. Nó không tấn công vào cái lãnh địa của thằng cha này. Không lẽ mình phải tấn công vào để mất nhiều quân quá, tôi tiếc. Thôi coi, cứ để mình có quân hạng nặng các thứ đã. Mình mang vào đấy sau. Thục phán của chúng ta đây. Tên game anh ơi, tên game là Stronghold Warlord anh em nhé. Stronghold Warlord. Nâng cấp nỏ thần lên ca chiêu xa đi anh. Ôi dồi ôi, được ca chiêu xa thì đã kinh quá. Mình có nên xây thêm cho cái nhà cung không nhỉ? Thế nào hết mẹ gỗ rồi? Ơ? À đây, đợi tí gỗ nó mới lên. Thực là không phải lo rồi này. Có vẻ như là dân của mình lên chậm bởi vì là mình... Rau dáng của mình ít quá. Phải phát triển rau dáng này, nuôi lợn, nuôi gà. Do tôi nuôi lợn, nuôi gà chưa có nhiều. Có cả quần áo, quần yếm nữa, là chúng ta tập trung coi như là làm kinh tế nhá. Xem em phát đã. Từ bây giờ bắt đầu tập trung làm kinh tế này. Vườn rau còn... Trời ơi. Sao hết gỗ nhanh nhỉ? Mẹ dưới này thằng cha này mẹ có cả một cái rừng gỗ như thế này cơ mà.
Khai thác hết rồi à? Không lẽ mình phải đánh thằng này để ra gỗ? Thằng này cũng khai thác gần hết gỗ mẹ nơi rồi. Có anh này là gỗ là bạt ngàn thôi. Từ từ đã. Bình tĩnh đã. Trên này cũng làm ra gỗ này. Nhưng mà mấy cây gỗ này có vẻ vớ vẩn. Sao map bé thế ngay? Bởi vì đây là đang bản demo anh em nhá. Nó đang là bản demo thôi. Còn sau này khi mà game ra chúng ta đã chọn được rất nhiều cái chủng quân khác nhau. Đây mới chỉ là demo thôi. Bùa mẹ gỗ vào. Mắc kít đâu rồi? Ta không mua được ở đây nhỉ? Gỗ lên chậm quá. Phải đánh thằng này thật. Đánh thằng này thôi các bạn. Nhưng mà cái đạo quân này vẫn phải để nguyên ở đây. Được rồi. Đây rồi. Lính bố rồi rồi. Lính bố rồi ra rồi. Xem cái anh lính bố đời đâu. Anh này là lính Imperial nhá. Anh này ở đâu là quân nó cũng sẽ được tăng thêm cái gọi là cái hiệu ứng búp. Của anh này là Here we are more. Lính chủ. Attack ở đâu đấy? Thằng nào attack ở của tao đấy? Bồ lao về chúng tôi. Quân đội này ra luôn. Bọn kia đã có tuổi gì với lại mẹ đám quân này luôn. Nó câu cho nó nhanh. Cho tao xây thêm cái mẹ. Bình tĩnh đã, mình bình tĩnh đi rồi. Xây thêm ruộng trồng rau. Thực là ổn này. À cái này còn có cả mình có thể tăng thuế lên anh em ạ. Có nên tăng thuế không? Ít. Tăng thuế lên dân có vẻ mẹ bực mình. Nhưng mà được một cái là mỗi ngày mình sẽ có 120 Rồi, ok. Hơi độc ác tí nhưng mà được cái là mỗi ngày mình sẽ có 100 sàng. Phải có sàng thì mới mẹ mua quân được. Xây dựng. Xây thêm gỗ farm nhưng mà mình không xây được ở đây. Đất này nó lại hình như tôi thấy là không, mình không xây được cái đất thì không phải đất của mình. Ở đây thì tôi sợ là không biết là có xây được cái nhà gỗ. Chỗ này thì không biết là có farm thêm tí gỗ nào không. Đây tôi xây thêm 3 cái nhà gỗ ở đây nữa để xem có farm được tí gỗ nào không. Tại vì cái này tôi nhìn nó cứ kiểu là do lau sậy ý. Chứ nó phải là gỗ ý, mà vẫn thấy gỗ về. Tôi chậm lắm. Súng bắn đá anh em ạ. Công thành súng bắn đá. Chiến nhau đâu đấy? Úi xời, mẹ bọn kia đéo giờ có tuổi đánh vào mấy cái mảnh đất này với tôi luôn, nó câu cho nhanh. Weapons needed, Highness. 我们向你致敬, 荣幸之至. Cố xây dựng mấy đạo thật đông quân đấy đã. Tính sao? Đây hai nhà làm ra chỉ thiếu tiền thôi. Chứ còn giáp giết của nó vẫn làm liên tục, chỉ có mỗi tiền. Mình có nên làm cái nhà cung nhỉ? Nhưng mà quân tôi có cung rồi mà nhỉ? Có một số cái nó chưa mở cho mình. Mình có nên xây tường thành chắn mẹ đường sang ở đây của nó không nhỉ? Không xây được. Chỉ có thể xây những cái vùng đất mà chúng ta đã chiếm thôi. Nếu tôi phải chiếm khu này tôi mới xây được cái tường thành chắn không cho bọn quân từ bên này sang. Hay phết, được. Ô tô kê luôn. Demo thì map nó chỉ thế này, anh em đừng có tưởng đánh không đã. Khó đấy, bởi vì bọn kia liên tục nó cho quân sang đánh. Mà anh em nhìn thế này, thành của bọn này nó như thế này cơ mà. Nó đang kéo một cái đạo quân, anh em thấy cái đạo quân này của nó chưa? Sao đạo quân cực mạnh thế này? Nhìn thấy chưa? Đó. Rồi trang bị thêm cái xe máy bắn đá nữa đã. Map bé này thôi, tôi sợ là anh em khéo đã chưa đủ để bố đời rồi.
thêm con xe bắn đá đến đây trang bị sẵn sàng cho trận chiến đấy luôn. Hỏa Yên Diện Trơ Chu Đô. Ok, chắc chắn là mang quân sang đây luôn. Đấy chưa? Này tôi phải dùng xe bắn đá cổ ở đây. To transport your iron to the stockpile. Sao lại bảo là mình cần phải có cái Buffalo để chuyển đá về là sao? Có rồi mà. Buffalo theo thời để chuyển đá về có rồi mà. À đây. Sao bọn nông dân làm quặng ở đây nó lại không làm việc nhỉ? Hay là quặng này hết mẹ quặng rồi? À nó vẫn đang working mà. Bảo đánh không đã là thật. Anh em lại cứ lấy Totem Gua ra đây thì không sống đâu. Ok, đưa quân sang đây chưa? Mẹ, quân tôi phòng thủ đến đây sẵn sàng. Bọn này bây giờ còn đang thế này thì... không có tuổi luôn. Dân mệnh. Chính dân mệnh đi. Bọn này không bao giờ có tuổi luôn. Toàn lính cấp độ cao. Mày sẵn sàng đi em. Từ từ, tôi đang nghi là có khi bọn kia đang mang quân này sang định đánh nhà thằng này đấy. Tôi nghi lắm, định mang quân ra nó chiếm cái này này. Nếu mà nó sang đây đánh này thì tốt quá. Mình đang cần nó đánh xong rồi mình mẹ gọi là tiên hạ thủ vi cường, em hiểu không? Không phải là tiên hạ thủ vi cường mà là coi như là mượn đường diệt quốc. Rồi, sang bên này đánh thằng này đi. Đừng có sang bên kia nhá. Đánh cái đi, ta khuyến khích mày đánh bên kia đấy. Mẹ cứ phải cho một lượng quân phòng thủ ở đây sẵn sàng mới được. Các anh đưa quân sang bên kia đi nhá. Đừng có bố láo đưa quân sang đây, bố bắn cho thì lại bảo bố ác. Mẹ mang quân sang đi thật đấy. Mẹ, chúng mày bị ngu à? Bố bắn cho lại bảo bố ác. Bố bắn cho lại bảo bố ác. Thổi tiêu cho anh. Thổi tiêu cho anh. Thổi tiêu cho bỏ mẹ cái xe đi cho anh. Lại bảo tào ác. Tuổi luôn. Cười người hôm trước hôm mấy thằng thổi tiêu giống Cam Ninh ấy. Sẽ giống Cam Ninh. Liên quan gì Cam Ninh? Đầu tiên rồi đấy. Bố lính đã. Từ từ. Cái này là như nào nhỉ? Raisin Red. À cái này là gì đấy? Ôi dồi. Mấy thằng này dở người à? Dở người à? Đéo bao giờ có một cái hy vọng gì với tôi luôn. Mình có nên xây thêm thịt không nhỉ? 49 trên 64. Cái này là mình sẽ tiêu tốn nhiều thức ăn hơn này. Game chiến thuật cần tư duy, cần não, mấy thằng nào cứ hở ra đánh liền thì nghỉ xem đi. Thực ra thì con này là chúng ta phải kiên nhẫn là chính em ạ. Ừ.
Nó là kiên nhẫn là chính chứ không phải là vấn đề là dùng nã, mà nó phải kiên nhẫn. Nó lại mang quân sang này. Mẹ, những bọn này đúng là điếc đéo sợ súng à. Quân chưa đến nơi đã chết mẹ hết. Rồi, công lên cái xe thôi. Được rồi, con mình khá mạnh rồi. Tôi sẽ bắt đầu đánh thằng này đây. Để tôi có thể xây một cái tường thành ở đây. Đến lúc đánh bọn kia để xây tường thành rồi. Muốn tập được quân cuối cùng đã. Mình sẽ cần rất đông mua nhiều lính tráng này, kiểu như là thí. Rồi. Chuẩn bị sẽ đợt tấn công. Sẽ có rất nhiều người có thể chết. Nhưng chúng ta sẽ chiếm được chỗ này để xây tường thành. Chúng ta chỉ có một nhúm quân mà. Vớ vẩn. Rồi. Quậy. Mình có nên mua một con trâu không nhỉ? Được ấy. Cho trâu anh em bạn, trâu vàng. Cho hai con trâu vàng. Ấy, bạn trâu vàng của tôi sẽ lao. Trâu vàng tôi sẽ lao đội hình của bọn này trước. Bọn này không có cung. Bọn này có cái điểm yếu là chúng nó không có quân cung. Chúng nó sẽ không thể bố lá được với trâu vàng. Nó lại mang quân sang này. Và nó gửi quân sang liên tục. Bọn này thì chưa đến nơi đã chết mẹ rồi. Luôn. Được chưa? Chuẩn bị châu vàng lao vào. Lao vào hay anh châu? Châu lao lên rồi. Ôi ôi mẹ. Châu vàng Việt Nam tuyệt vời. Chuẩn bị phụ sự. Cẩn thận, đừng đi vào lửa, đừng đi vào lửa. Ôi mấy anh bị cháy lửa kìa. Rồi, các em bố láo với lại lực lượng châu vàng Việt Nam mà. Hay đấy, châu hay đấy. Mua thêm mấy con châu thôi các em ạ. Lại mua thêm châu. Không ngờ châu lại có, nhưng mà châu này mà gặp phải cái thằng bắn cung tên nó nổ ngay. Sửa nốt thằng tướng ấy thôi là mình sẽ ấy. Là mình sẽ chiếm được khu này rồi. À, nó quỳ xuống rồi. Thuần phục đi. Thuần phục xong. Bây giờ là xây tường thành. Ôi. Can't place that chết there, mày. Highness. Không xây được ở đây vì đây không phải là vùng của mình. Đã mẹ tưởng đây là vùng của mình mà. Mẹ định xây chỗ này mà nó không cho xây vì đây không phải vùng của mình nhé mà. Chỉ có thể xây được ở xung quanh đây thôi. Yes. Chán VL. Không được, không sao, chấp nhận vậy. Chúng lại sao cho quân sang kìa. Các máy bắn đá sẵn sàng. Cung thủ sẵn sàng. Cung thủ sẵn sàng. Quân đội coi như bình thường sẵn sàng. Nã pháo. Nã pháo.
mày chưa kịp sang đến bờ đã chết hết rồi các con ạ. Châu, I need Châu. Ui dồi ôi, mẹ bố lao bố lều. Phá nhà chính của nó mới được á? Không, đây là nhà của ấy mà sao phá nhà chính được? Mình phải để cái nhà chính này chứ, sẽ phá nhà chính được. Đây là nhà của cái lãnh chúa bộ lạc thôi. Mình có khi phải trang bị thêm cái xe ở đây mới được. Ui mẹ rồi, nhiều xe lắm anh em ạ, mẹ tiền nhiều. Trang bị thêm hai xe ở đây nữa thì thôi, các cháu kia sang đây thì thôi thì chỉ có xác định luôn đi cho nó nhanh. Không bao giờ có cửa nào cho các cháu luôn. À, có tập hợp đủ quân đội với cả súng bắn rồi là xe bắn đá rồi đủ các thứ. Đấy là mình cứ đến mình cẩu vào thôi. Mẹ bọn này bọn này bị ngộ à? Bọn này bị điên. Ông cho luôn hai con trâu này vào thì bọn này còn chưa kịp làm gì luôn. Chúng nó định bố là với cả châu vàng Việt Nam rồi các bạn. Hồ các cháu lại mang quân sang. Liên tục thấy mang quân sang. Này anh em chuẩn bị chiêm ngưỡng này. Rồi ôi, biệt đội châu vàng. Rồi ôi. Ui, ơ cái xe đồ đấy. Con mẹ xe đồ đấy thì nào, châu lâm đẹp vào núi rồi. Đấy mà bọn kia lại bị đi vào qua lửa. Ờ, chúng mày đi qua lửa, chúng mày tự mẹ thiêu chính mày. Ờ. Đi qua lửa thì cũng tự thiêu được các con ạ. À. Ồ, các thành viên bị thiêu. Không vào đấy. Phá cái xe cho tao. Không hiểu, châu điên. Đáng lẽ tôi phải cho châu chạy thẳng đường này. Châu nó chỉ có điêu đường thẳng thôi. Khổ. Châu vàng Việt Nam hơi mất mặt. Trang bị thêm hai xe bên này thì các cháu kia tuổi gì? Yên tâm, châu tôi thoải mái mà. Đất nước chúng ta sản sinh châu cũng phải lo lắng gì luôn. Châu là cái chuyện bình thường luôn. Châu này còn hơi trẻ thật. Đấy, mẹ đá của tôi rồi, bây giờ mẹ nhiều đá chưa? Tha hồ bán đi mà kiếm tiền luôn. Cái này cũng tha hồ bán đi mà kiếm tiền. Đấy, mẹ mua xe coi như là đánh thành đủ các thứ luôn. Mạnh rồi. Thêm hai xe bắn đá nữa luôn. À thêm hai coi như. Ui. Tổng cộng thêm ba xe coi như là nổ thần luôn. À bọn kia có giỏi mày sao đấy? Mẹ chỉ cần một lượt của tôi là đủ để đi. Thôi bọn này nó điên rồi. Chúng nó điên rồi. Chúng đã chính thức điên. Điên thì ông chiếu. Sao đấy? You will need a water buffalo tether to transport your iron to the stockpile. Xin hạ lệnh. Xin tuân mệnh lệnh. Tôi là trung thành của thủ. Công kiến sở cứu. Xe bắn đá đồng thời bắn cho tôi. Ui
rồi, ui rồi ôi. Các cháu chắc mẹ không kịp. Này, chạy kìa. Chạy với chúng tôi này. Chạy với chúng tôi này. Đang kịp cẩu đấy, kinh đấy. Bố láo bố lếu này, cổ xác. Mình có thể sang phá cho nhanh. Ờ, tao về đấy, mày giỏi mày sang đấy. Giỏi sang đấy. Nó giỏi sang đấy. Trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa. Sợ các cháu quá. Bây giờ mình bắt đầu có một cái chiến thuật như này, anh em hiểu không? Bắn liên tục thay bắn vừa thôi, thôi dừng ngừng bắn vừa thôi. Thôi dừng được rồi. Các anh ơi. Hỏa nhân kiến trúc cứu vệ. Dừng được rồi các anh ơi. Hỏa nhân kiến trang trại hoàn bị. Dừng được rồi. Thế thôi. Để anh em nhìn chiến thuật của tôi này. Tôi sẽ cần một thanh niên coi như là mẹ chạy nhanh. Thanh niên này chạy nhanh nhá. Ít máu chạy nhanh. Sang đây. Rồi, đây người ta gọi là chiến thuật dụ địch. Các bạn ơi. Ôi đi bên nào cùng cung. Đi. Cùng rồi. Thế thì đội quân châu điên. Tôi cần hai con châu điên. Mẹ không hiểu sao chúng nó có cung mà bọn mất dậy. Chúng 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 cung. Mẹ đéo ai chơi cái trò. Lính chủ, cao giữ đại kỳ. Đại tướng thí mạng như ngoái, tại vì thằng kia nó gần hết máu rồi. Cho mấy thanh niên gọi là gần hết máu rồi sang là chính. Trong này nó không rõ làm thế nào để hồi lại máu nhỉ. Đây là hai con châu điên. Hai con châu điên đứng đúng ở chỗ này của tao nhá. Này hai con trâu bây giờ chạy cho cẩn thận đây này. Để cho một con trâu chạy sang trước. Một con trâu cho chạy sang sau. Nó thì nguy hiểm lắm. Đúng rồi, trâu dừng đây thôi. Rồi. Nào. Tôi chỉ là mỡ một lần thôi đây này. Tôi chỉ là mỡ một lần thôi. Sang. Tôi chỉ là mỡ một lần thôi. Chỉ một lần làm mẫu thôi. Ui rồi ôi, tiếp tục. Chỉ một lần làm mẫu thôi. Ơ, từ, không được, không được. Chết mẹ. Mình đi qua lửa kia nó có đổ không? Yes. Đẹp đẹp đây các bạn. Đẹp. Thôi đi ra như thế là hơn đẹp. Bây giờ chỉ thôi chỉ đành như vậy thôi nhá. Thì các bạn chết đi cho tới nhờ các bạn nhá. Xác mẹ chúng mày định đi. Rồi ôi. Hỏa nhân kiến trúc cứu vệ. Mấy thằng cung này bố láo à. Bắt đầu hành trình xâm chiếm Triệu Đà. Nhìn quân tôi lên đầy kinh. Lên giết cái thằng trên này đi em. Ôi, bắn vừa được quân mình đấy. Bắn vừa đó. Tôi nghỉ thôi các anh ơi. Nghỉ tôi nghỉ thôi, thế thôi. Thế là để chúng nó đái mẹ quân rồi.
我们的箭矢锋利无比，要派我们去哪儿？火焰箭车出发。Tôi đã chiếm hết, chỉ còn lại mỗi một cái căn nhà khu vực cuối cùng của Triệu Đà. À, bây giờ anh em muốn chúng ta đánh Triệu Đà cách nào đây? Để tôi đánh nào. Chuẩn bị phụ tử, có xin chỉ lệnh không? Sì, trưởng quan. Lính chủ, chúng ta chuẩn bị chịu xuyên. Anh em thích tôi đánh Triệu Đà theo cách nghệ thuật, đánh Triệu Đà theo cách bình thường nào? Để tôi còn biết. You will need a water buffalo. Châu à? Cho 20 con trâu. Bọn này nó có mấy thằng cung, nó đứng ở đây này. Nó có cung ở trên cao, nó bắn xuống là mình sẽ bị. Mình sẽ, nếu mà muốn đạo trâu đầu tiên ấy thì chúng ta phải dùng máy bắn đá trước, máy bắn đá cẩu hết chết hết bọn cung ở đi đã. Đấy, sau đó chúng ta mới dùng trâu lao vào. Em hiểu không? Máy bắn đá đây rồi. Bốn máy bắn đá sẵn sàng luôn. Sao vậy? Trận chiến này không có giới hạn. Ờ, xếp đã, xếp đã, xếp đã. Anh em Việt Nam rát nhà thôi ư? Quay quân nào đi? Bán đá đi mà kiếm xe thôi. Mình nhiều đá, nhiều gỗ các thứ để làm gì đâu. Can't place that there, Highness. Đó, làm xây thêm nhà để thịt thà các thứ. Ôi mẹ nhiều quá mẹ. Lại thêm 3 máy bắn đá nữa luôn. Giờ tôi quá giàu. Tôi nghĩ là bọn kia chắc Triệu Đà chắc xác định mẹ. Tập hợp quân đây. Hỏa Yên Diện Trơ Chiêu Vây. Triệu Đà chắc thôi, chắc để gọi thằng Trọng Thủy ra đây. Hối hận vì những gì đã làm. Mấy cái nhà nãy tôi xây là mấy cái nhà trồng trọt. À, mấy cái nhà chăn nuôi. Đây là nhà khu chăn nuôi, nuôi lợn. Anh em thấy con lợn chưa? Lợn có cả máu luôn nhá. Mình còn gì chưa xây nhỉ? Chả mẹ Triệu Đà tầm đấy ngồi đấy thì chắc đái ra máu rồi. Thêm một xe này nữa, 5 xe đánh thành. Thấu sư xe chiến hành. Lúc cái xe đánh thành kia sang tôi đầu cho quân xe. Chúng ta xin mã phá lắm. Lây lắm. Đạo này vẫn phải để đây vì thỉnh thoảng nó vẫn cho quân sang đấy. Mình mà không có một cái đạo backup ở đây, nhiều khi sang đánh mẹ sau lưng mình thì bỏ mẹ, phá hết nhà cửa. Đấy, mẹ số to mình thoải mái mà. Hóa ra là mẹ. Đéo được, sao cái này tự nhiên nó tăng lên kinh thế? Là số dân tăng thêm đúng không?
trang mà, khai sử tiến chiến. Ta cái này lên nguy hiểm phết. Tự nhiên nó chạy mình hết thực luôn. Sợ VL. Sờ to của mình mỗi ngày ăn mất 195. Mẹ, trong khi mỗi lần, mỗi ngày chỉ làm ra được 105. Bỏ mẹ. Từ đã, phải xây thêm ruộng đồng đã. Cái cây canh tác chứ cái này thì bỏ mẹ. Đây ly được 167 trong cái hàng ngày ăn 217. Quân lính đông quá. Đang bị vấn đề là quân lính đông quá cho nên là nó... Gỗ là khu này đang cạn kiệt rồi này. Chỉ còn mỗi khu này vẫn đang làm ra gỗ cho tôi, còn khu dưới là cạn kiệt rồi đấy. Nguy hiểm phết đấy. Được rồi, ok. Đẩy nhanh tiến độ tấn công lên thôi. Không vớ vẩn nữa. Sao đây đấy. Biệt đội châu tí nữa, sẵn sàng sau. Hai châu. Giảm tạm này xuống này. Còn 105. Sổ to 80m. Daily 101. Ăn hàng ngày là 103. Cho nên là cũng không nói rồi, ok rồi. Ổn rồi. Không phải lo về vấn đề kia rồi. Dân bực kìa đờ mờ. Dân bực thì bực kệ. Giảm thuế được gì? Dân lại cười phớ lớ ngay. Lo đéo gì. Dân cười mẹ tươi ngay mà. Giảm tí thuế dân cười ngay. Đàn nào mình thắng là không cần nhiều tiền thôi. Tầm này cộng rau lên á. Cộng rau lên tôi thấy thực nó lại cộng lên ý, đéo hiểu. Mày tôi cộng rau thử thấy thực nó lại cộng lên. Thành ra tôi mới sợ ấy chứ. Ôi dồi ôi. À, cộng này là mỗi ngày được 259 sèng ạ. Thực ra thì mình cũng chả cần nhiều thế đâu mà. Thôi giảm thuế đi. Giảm rau đi. Có hết mẹ vựa rau ở nơi. Cần siêu thuế hai lần. Thôi tầng này là đủ để tôi đánh bọn kia rồi. Quân đội như thế này thêm xe bắn đá anh em nhìn nó con nhúng quân thôi mà. Thằng này thì đánh đéo gì, tôi cẩu cho vài phát đái ra máu mẹ luôn mà. Xe anh thành lên chưa? Hỏa nhân chiến xe chủ vị. Mẹ đi chậm thế rồi. Đại chỉ huy quân, đây đạo xe anh thành. Xe chủ vị. Chuẩn bị phụ tử. Chúng ta đầu tiến quân lên. Xử lý thằng này cho ta. Rồi ôi. Đéo bao giờ có tuổi luôn. Ấy là anh này kinh quá nhỉ, dùng kiếm đỡ cung kìa. Anh có đỡ được súng hỏa mai à, còn tỏ thần bọn em không?
Anh đỡ mẹ nổ thần của em cái. Anh đỡ giúp em cái. Nhìn nhà. Mà bình tĩnh các bạn thân anh ơi, dừng bắn các anh ơi, để em cho quân này lên. Cái này đến đéo bao giờ. Xin phép anh luôn. Rồi sao? Quy phục. Zit is a quy phục. Hỏa nhân 箭车 khai động. Trưởng quan, 箭矢 đại phát. Vây công 哪里？告诉我们向哪开火。箭矢待发。我们状态良好。有新指令吗？弓箭手，行动。小薇，马上到。我们状态良好。Một cung chỉ cái bắn xa phết nhở. 我们的箭矢锋利。Ẩu lên nó luôn cho anh. Nó định bố lao, nó dám coi như là mẹ đứng từ trên đấy nó cẩu cung xuống đây thì bọn này bố lao này. Này nữa. 我们状态良好. Ẩu luôn cho anh cái. Bắn cung ngành á. Cao su wo men xiang na kai huo. Em định làm gì? Cậu cái này cho anh cái. Tổ mấy cu cung này cho anh cái. Ôi này triệu đà triệu điếc đéo nữa. Ui dồi ôi là triệu đà. Triệu đà với chúng tôi. Cậu ở đây. Sao đỡ mẹ rồi? Đều đều có mẹ game rồi. Yes! Bắn kinh quá đỡ mẹ game rồi. Hết demo đéo đâu. Đang đánh xuống xuống. Cứ rát con mẹ game ạ. À. Bực thế. Không chịu phá nhà chính nó chiếm đất nó. Đéo hiểu phá chính chiếm đất đéo gì. Đánh xong mẹ hết rồi còn phá nhà chính vì chiếm đất. Bực thế mẹ đang bắn sướng. Từ từ mẹ tôi phải ra tôi. Đéo mẹ. Đéo thoát được cả game này. AF4 mà đéo thoát được luôn kinh chứ. Mình vẫn xếp vào cái đoạn kia mà. Đéo AF4 được luôn ạ. Thật này Pháp Sư Trung Hoa nó xài cái gì rồi. 669 sàng. Từ từ đã xong không thoát được nhỉ. Không ra được cái Tasmanager để coi vì cái Tasmanager nằm mẹ ở bên dưới kia. Đã thế restart lại. Bù lao bù lên. Tôi phải đánh được thằng Triệu Đà thì thôi nhá. Nói với anh em tôi phải được thằng Triệu Đà thì thôi. Mình vẫn xếp về cái đoạn kia nhưng mà lúc đấy vẫn chưa nhiều quân lắm, vẫn hơi tiếc. Bị mất cảm cái khoảng thời gian bực thế. Không sợ từ đâu, có xếp game mà.
Đó là anh em phải nhắc tôi cái lúc tôi chuẩn bị đánh thằng Triệu Đài, anh phải nhắc tôi xếp game chứ. Nhắc liên tục vào. Như là mày, anh ơi xếp đi, 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 xếp đi. Phải liên tục bảo tôi, dặn dò tôi chứ. Tôi định cẩu hay chết bọn lính cung bên ngoài đã, xong rồi tôi mới cho coi như là đội quân Châu Vàng vào. Mất nước đổ thừa anh em à. Bây giờ Bồ Tát Manager 40 lên thì nói chuyện làm đeo gì. Đây cho cái tát sang bên này. So strong home warlord ngay. Mẹ Triệu Đà mất dậy thấy thua. Bày cho anh bật tắt mà lên xong ấn nút mũi tên xuống, ấn đi đít là được. Nhưng mà biết làm sao là mình đang mũi tên xuống đâu. Mở phận này đấy. Đoạt game phận á. Thế mình cày, mình mất bao quân đấy. Cày. À không, cũng ngay từ cái đoạn bắt đầu xem bắn đá thôi. Không cay lắm anh em ạ. Không cay lắm, không cay lắm. Tôi tưởng là cay cơ. Không cay lắm, không cay lắm nhé. Con này tôi đánh giá anh nhạc hay. Trưởng quan, có gì phân phó? Bên này mình có 7 xe bắn đá thì không lo lắm. Mua thêm một xe này nữa. Hỏa nhân kiếm trang trí hoàn bị. Cho nhạc epic lúc chiến đấu. Tí nữa thật với anh em luôn là đạo coi như là đạo Châu Vàng của tôi mà lên là anh em nhớ là anh em phải coi như là phải, mai mình có cắt làm clip ấy. Là anh em phải cắt làm clip thật lực luôn cho tôi. Chờ đi thôi. Xuất phát. Để ghép nhạc sao nhìn nó hoành con nhà bà choáng nhỉ. Chính chủ. Sao cho nhạc nó phải hoành con nhà bà choáng. Làm cấy cày hay phết đấy chứ, từ ban đầu anh em nhìn nó cũng là những cái đất này này. Không về sau đâu mới trồng cây, cấy cày. Tất cả các người nông dân ở đây họ cùng ra anh em nhìn trong nó gặt lúa này. Đấy, gặt này.
gặt lúa đàng hoàng, cho lên trên giọ đàng hoàng, xong mang lên trên giá này đàng hoàng để phơi khô. Xong rồi đập lúa đàng hoàng, đập lúa này. Đập lúa chưa? Ai mẹ, làm kỹ, rất là kỹ đấy. Nếu mà chúng ta nhìn bên ngoài chúng ta thấy là nó gì đấy, mà nhìn rõ bên trong mới thấy là làm rất là kỹ. Xin ra lệnh. Mà sang động thân. Nông dân đang, cái người dân làm đá, anh em nhìn là đầu tiên lăn cái cục đá từ đây vào này. Xong một người ngồi gõ đá này. Đấy, một người còn phải quay quay cái này nhá, để làm cái dòng dọc để đưa đá lên. Đấy, xong thanh niên này đẩy hòn đá vào, hòn đá chảy xuống đây nên cầm cái này đập. Thôi tăng thuế em gì anh em, không phải tăng thuế đâu. Thế này là đủ rồi. Thế này là đủ để thiền chúng nó rồi. Từ từ đấy, nó là bắt đầu đánh thì tôi sẽ xếp. Nốt cái đạn này nó chạy sang mấy thế này, chạy sang nữa chúng ta là đánh thôi. Đi chậm thế, đi nhanh lên cái máy. Đúng rồi, chưa đánh anh em cứ bình tĩnh xếp bây giờ đấy, tại vì lúc nãy tôi bảo với anh em anh không chịu nhắc tôi ấy, thì ra bây giờ anh em cứ nhắc cho chắc. Đánh thằng này là mình sẽ khiến cho đội quân của mình mạnh hơn này. Tôi đánh bọn này là lính của mình sẽ mạnh hơn nữa luôn. Đó, cá nằm trên thớt rồi mà. Nào, xếp game nhá. 3. Chính xe. Bây giờ tôi thử cho 9 xe này nó cùng quẩy được, biết là như thế nào. Hậu bê xin chịu xuyên. Thử phát xem nào. Cung nó có bắn đến không? Cung đéo bắn đến luôn. Ôi dồi ôi, bình địa mẹ luôn. Đúng với cái nghĩa là bình địa mẹ luôn. Khổ các anh cung. Ôi dồi. Đỏ vào thằng tướng ngay cho tao. Bắn toàn trượt anh tường mới đau chứ. Bắn anh mới mất có tí máu. Anh ấy chống với lại mafia. Thôi ngừng đây, bắn thế thôi. Đúng chưa? Yêu hoa tầm sao lão. Hỏa yên diện xe khai động. Chuẩn bị phụ xử. Xiao Wei, tuân mệnh. Thật, có khi đem mỗi xe không đã thắng mẹ rồi. Này làm khoảng 20 cái xe để vui nhở. Hết lùi lùi xuống đây cái. Nó đang kết ở trên cao là bắn đau quá. Ở trên cao nó cậy, ở trên cao là bắn xa bố láo với tôi. Này thì cậy ở trên cao bắn xa bố láo với tao này. Câu cậy trên cao bố láo này. Nỏ thần này. Cậy trên cao bố láo này. Anh định làm gì? Thằng này định sang lại phá xe kinh. Tuổi luôn. Yêu
去哪儿？mình có 715 tiền là chuẩn bị tí nữa sẽ là biệt đội châu điên anh em ạ. Cao thủ của mình sẽ khai hỏa. Trấn tỏ tinh thần. Này mình có mạnh quá không nhỉ? Hay yêu chủ định mà. Này thì thưa anh kia làm đéo còn quân nữa. Biệt đội châu điên thôi. Chúng ta bị phiền phức rồi. Tham gia chiến đấu. Xiao Wei, có phân phó? Biệt đội châu điên thôi. Tầm này nước non đéo nữa. Chúng ta bị phiền phức rồi. Chúng ta phải xử mấy thằng này đã. Tôi xử mấy thằng cung nữa. Anh Triệu Đà không biết đang đứng nghĩ cái gì, đang quay lưng về coi như là đất mẹ đang lại kêu than nhở. Mẹ chúng nó đánh kinh quá mẹ. Trong này chúng ta quên mất đấy, giờ không nói với anh em là game này nó 3D nhá, anh em có thể quay cái camera thoải mái nhá. Đây nó phải quay camera thoải mái này, chứ nó không phải là chỉ 2D theo một hướng nhìn đâu. Rồi, mấy thằng cung của nó đi hết rồi. Rồi các anh ơi, thế thôi. Đéo hiểu sao cần dùng mỗi một cái đạo kia chết mẹ hết rồi, trong khi mình mua bao nhiêu quân này đéo để làm cái gì. Bây giờ là bao nhiêu con trâu điên. Ui dồi ôi. Mười bảy con trâu điên, vâng. 17 con trâu điên. Đội trâu điên đã sẵn sàng. 17 con trâu điên thua oanh oanh. Sao đây nhanh lên. Trưởng quan, có hứa phân phó. Chờ cho chúng ta làm sao? Nốt một thằng cung cuối cùng. Bán hết gỗ đá mua trâu á. Có hứa chỉ lệnh. Hỏa Yên Diện Trở Cứu Vệ. Hỏa Yên Diện Trở Xuất Phá. Không biết là trâu đi, không biết là cái cổng thành có vào được không. Xiao Wei, có hứa phân. Không vào được này. Tức là cái thành này nó mặc dù để mở như này nhưng mà là chúng ta vẫn phải có cái thang trèo thành thì mới được. Thế thì các anh trâu đéo vào được đấy, nó đóng mẹ cổng rồi, bọn mất dậy. Thế tôi sẽ phá mẹ cổng luôn. Tôi giết nó cái thằng cung rồi đã. Đéo hiểu một mình anh ý. Ôi, đéo bán nước đến này. Thằng này cơ mà. Bắn thằng này cơ mà. Đến. Còn rơi vào chính xe mình mẹ luôn, nhớ hiểu. Nó cầu ở đây được không nhở? Cầu thôi. Hệ thống xe bắn đá bắn đủng đéo hiểu. Làm xe bắn đá đéo cầu à? Cầu. Quên. Yêu phải của mình đi nào? Đống xe bắn đá rồi, đạo trâu rồi. Bình tĩnh nha các anh trâu, đứng đây nhá. Để bọn em cẩu. Thế nào mà xong rồi em sẽ cho các anh chạy vào. Lao thẳng lên trên nhà của anh mẹ Triệu Đà. 17 con trâu sẽ kết liễu anh. Thấu sứ trơ ý trang đạn. Cẩu đi anh. Xô. Ui ngược. Tiếp tục.
Tiếp tục. Đổ máu thôi. Dùng trâu, trâu vàng Việt Nam hút chết triệu đà. Khổ anh triệu đà vẫn đứng kia hưởng lương rất toang rồi. Bây giờ cho mấy thằng này từ từ đã. Cho mấy thằng này lên giết cái thằng khốn nạn đã. Giết hết bọn cùng, không để một thằng cùng nào có thể coi như là phá đám các em trâu trong team tôi. Làm đây đấy các em. Lính leo thành thoăn thoắt. Cùng với chúng tôi, cùng với chúng tôi. Rồi, đã đến lúc rồi các bạn. Các anh Châu hãy tập trung trước cửa ngõ này cho tôi. Ôi, anh Triệu Đà lên đây đấy. Anh Triệu Đà mau lên làm gì đấy. Đạo này đi xuống như này đã. Kệ mẹ anh Triệu Đà đi. Kệ cha anh ý. Mà kệ mẹ anh ý. Xuống này đấy. Anh Triệu Đà đéo hiểu. Anh mò trên này anh song kiếm mà. Anh đang lững thững đi xuống dưới cầu thang mà đéo biết rằng 16 con trâu đã soãn soàng. Ơi đi thôi. Thằng này thôi. À mày dám giết người anh em. Đàn trâu vàng lao lên. Ui dồi ôi. À đi. Con mẹ nó không bắt đi lên trên cái kia mới đau chứ. Mày thằng trâu nó chạy lên cầu thang nhanh quá. Thằng khốn đàn. Nó chạy lên cầu thang nhanh quá. 17 anh trâu. Con mẹ. Chưa xong đâu. 13 anh trâu tiếp theo. Úi con chó mẹ. Nó mẹ nó quay xe nó rẽ nhanh VL. Tôi lại mua trâu mới đéo gì. 14 anh trâu. Yếu tào. Mẹ thằng Triệu Đà thằng mất dậy. Anh outplay. Khá kinh. Quấy công nả lì. À, để cái này ra cho nó rộng đường các anh trâu anh vào. Thấu xe trở lại. Bán hết đồ đi mua trâu. Rộng rãi của anh Châu chạy vào. Anh Châu rồi. Đây anh Châu đây. Bây giờ tôi sẽ phải sử dụng lại chiến thuật đấy. Tôi cần một anh coi như là đại diện cho coi như là Việt Nam nhá. Cần một anh đại diện cho Việt Nam. Đây anh này cầm cờ. Cần một anh đại diện cho quân Việt Nam sẽ vào. Anh có thể sẽ phải hy sinh để câu cho thằng Triệu Đà đấy nó mẹ mò ra khỏi cái tòa nhà kia để các anh Châu có thể lên. Tôi cần anh coi như là đại diện cho quân đội Việt Nam lên đây cho tôi. Ở sếp nhỉ, sếp quên đấy, sếp. Chúng anh đang lùng lững hả? Hai, chúng ta đi đâu? Anh Triệu Đà đâu, anh bắt đầu Triệu Đà đâu, rút kiếm vào đấy. Anh Triệu Đà bực mình rồi. Anh Triệu Đà bực mình. Đấy, đầu tiên chúng ta phải khiến anh Triệu Đà bực mình. Anh rút ngay kiếm ra. Nhưng anh có vẻ vẫn rất khôn.
anh vẫn đéo xuống. Có lẽ phải đi ẩn sang đây thì anh mới xuống. Xuống đây anh ơi. Em cần anh xuống, em đã chuẩn bị sẵn sàng đấy mà. Anh cần anh xuống đây với em cái. Xuống đi anh. Rồi anh xuống rồi. Anh nghỉ xuống rồi. Chuẩn bị tinh thần. Đại đạo đạo trôi là phải vào gần đây đã. Đấy. Sẵn sàng vào ngay gần đây đã. Rồi. Tí nữa anh đi xuống là phải không có một cơ hội nào cho anh luôn. Rồi anh này chạy thôi. Đấy, anh trượng đá sau khi giết xong anh kia. In memory of anh kia. Ish. Của anh ra này còn ra nó đứng nhìn. Ui choang. Ui ôi. Cả đã kết thúc với anh đã chiều. Thế đéo là nó vẫn chưa thua. Mẹ. Đánh đến đây rồi sao nó vẫn chưa thua thì đéo nào. Không chết mới là lạ. Rồi đứng nha. Mấy anh đi xuống dưới kia bị cháy. Rồi khổ. Thế nào bây giờ thì làm nào thì xong được cái này? Hay là phải phá cái cả cái thông cổng thành này ra? Hay phá hết nhà nó? Mẹ kinh rồi mà. À 400 đá 400 gỗ à? À thôi thế bây giờ thì đợi thôi. Cái này thì mua mẹ luôn cho nhanh vì gì phải mất thời gian. À mà nó không cho mình mua mới đau chứ. Đấy, nói chung là thế là được rồi. Thế là bố đời rồi. Tập trung phá tường thành tiến về phương Bắc đánh vào Trung Quốc luôn. Phải phá nốt cái này, tại vì cái này nó có cái hình cái cờ của chúng nó đây này. Ông làm thằng lót chết mẹ lót nào. Đây là nếu mà mình thua. Anh em nhìn này, nó làm gì có cái nào mà nó phanh màu xanh này là mình đã làm xong rồi. Triệu đà đây, tôi về tôi rước coi như là An Dương Vương. Đây, chỗ của anh An Dương Vương coi như là phải ở trên này. Ấy, em nhìn thấy dáng đi trông kinh không? Dáng đi trông đã thấy nó quý tộc. Cảm ơn anh em anh Nguyễn. Đúng mày đi xuống. Đây là chỗ của anh Triệu đà. Lao bù lều. Anh Triệu Đào đứng trên này. Trông dáng đi trông bệ vệ hả? Em nhìn trông bệ vệ. Không cần mang theo kiếm cùng. Đáng lẽ tôi phải để anh lại. Đáng lẽ tôi phải để Thục Phán chiến nhau với cả thằng kia mới đúng nhở? Hay là bây giờ tôi đổi sang cho Thục Phán chiến nhau với cả thằng Triệu Đà nhá. Mấy vẫn còn phải xếp mà. Anh em đồng ý không? Anh em đồng ý là tôi mẹ lốt lại cái số 4 xong tôi cho mẹ Triệu Đà à, quên cho Thục Phán sang đánh Triệu Đà không? Quên. Solo nhá. Xếp trước à? Ừ, xếp trước.
Bây giờ thì clear xong hết rồi mà, chỉ còn đợi mấy cái kia nó lên nữa, nó chỉ là vấn đề thời gian thì clear rồi. Bây giờ clear rồi còn gì nữa, rồi đợi mấy cái này lên lâu lắm. Thật là anh em đợi lâu lắm, đợi đéo bao giờ cho xong. Nó khổ, tôi sang kia luôn cho nhanh, solo luôn cho nhanh nhá. Thục phán có kiếm đéo đâu, tay không đấu dao đâu, lúc chưa gặp kẻ thù thì chưa lên thôi. Đây. Trận đấu tay bo luôn. Đi chậm quá, không được bảo thằng lính nó sắm như con ngựa mà đi. Khổ. Xây thành cái nhỉ, xem nó như nào cái nhỉ. Đây là đất của mình đúng không? Đấy, em thấy quả vạn lý trường thành chưa? Đấy, cổng thành. Xây vui thôi, để cho biết thôi. À, chúng ta hoàn toàn có thể làm được quả cổng thành như thế này. Từ từ xem triệu đà bao nhiêu máu đã. Tôi không nhìn triệu đà có bao nhiêu máu cả. Chỉ biết là thục phán của chúng ta là có 18.000 máu. Anh đi nhanh đi giúp em cái. Lưng tha lưng thượng đi nửa ngày mới đến nơi. Tí gần chết thì kéo về đẩy bò điên lên. Anh Imper lúc nãy 15.000 sọc phát chết á. Ờ nhờ. Mẹ anh này 15.000 máu mà sọc phát chết là thì đéo nào. Đéo được rồi, thế này thì phải tập hợp các mẹ tay chơi vào đi cùng với anh thục phán. Đây là team cận vệ anh em nhá. Team cận vệ thục phán anh em nhá. Rồi. Team cận vệ thục phán anh em ạ. Team cận vệ An Dương Vương. Xin phép. Tuân mệnh, lĩnh chủ, rống xin chi chi. Đi được hướng này thì anh kia anh mới ra. Đúng rồi, tao yếu nhưng oanh oanh tao lâm. Sếp à? Sếp đang cho thục phán vào một mình rồi, ok. Nhưng mà 15.000 máu nó còn sọc phát chết thì... thì tôi sợ là mẹ khó. Thằng đéo ở đây. Ấy, mẹ anh thục phán anh, à quên anh triệu đà anh rút kiếm ra anh ấy mài, mẹ anh mài dao rồi. Nào, tao đứng trước cửa nhà mày này, lên solo chạy luôn anh em nhá. Lên, rồi ui, lên, chỉ quyết định. Mày,
Mày ôi rồi ơi. Yếu như một con mẹ mày tiếu phiếu mẹ luôn. Thế mà mình cứ phải đề phòng mình vang cho anh làm gì? Chọc cho hai phát chết mẹ cái triệu đà. Thế mà trước giờ mình không biết. Anh Thục Phán kinh quá. Đúng là An Dương Vương của chúng ta có khác. Mẹ một mình vào khéo đánh được cả đạo chúng nó luôn đi. Thôi anh em ạ, hôm nay có lẽ chơi đến đây thôi. Nói chung là chúng ta chỉ đợi mốt mấy cái này chúng ta sẽ win cái demo này thôi. Tôi nhắc lại là game này nó có tên là Stronghold Warlord. Anh có thể download demo con game này ngay ở trên Steam hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Bây giờ mình có nên tập trung toàn bộ quân ở đây không nhỉ? Tập trung toàn bộ quân ở đây đã. Tổng chuyến vào đây đấy. Lùi đây anh ơi. Rồi, tốt. Rồi. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Chúc tất cả các anh em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Đéo bao giờ có chuyện tôi cho đám trâu này lao vào trong quân người Việt chúng ta đâu. Bye bye, xui game, bye bye game.